sang cái ví dụ số 5 em nhé, người ta cũng sục CO2 vào cái dung dịch bari oxit và số liệu của cái quá trình phản ứng này được ghi lại ở cái đồ thị như này. Trong đó cái trục tung là biểu diễn số mol cái tủa tức là bari carbonate ấy, còn trục hoành là biểu diễn số mol của CO2. Ở cái điểm đỉnh nhô lên cao nhất này thì tung độ của nó là a nhỏ nào đó, còn hoành độ của nó thì họ không ghi gì cả. Ở cái điểm này chính là cái điểm mà cái tủa bị hòa tan hết mất, thì số mol CO2 là x gì. Và có một cái điểm trên cái đường dốc này có tọa độ là số mol CO2 là 1,5 nhưng số mol của cái tủa này là 0,5 a, hỏi x mang giá trị là bao nhiêu. Thì chúng ta nhớ lại này, cái tiến trình của cái đoạn đường này chính là cái đoạn đường mà biểu diễn cái quá trình CO2 cộng với BaOH2 lần để tạo thành cái tủa bari carbonate. Và tại cái điểm đỉnh cao nhất này là cái điểm mà lượng kết có tung độ của nó chính là cái giá trị mà lượng kết tủa cực đại, vậy số mol kết tủa cực đại thì là amol. Và chúng ta biết là CO2 phản ứng BaOH2 lần theo tỷ lệ là 1:1 mà, thì số mol CO2 lúc đó cũng là amol. Ở cái đoạn dốc xuống này tức là chúng ta đã thêm CO2 vào, đúng chưa, thêm CO2 vào và CO2 sẽ phản ứng BaCO3, hòa tan BaCO3 đúng không, CO2 cộng với BaCO3 cộng với nước tạo thành thành BaHCO3 tất cả 2 lần, đúng chưa, và phản ứng theo tỷ lệ cũng là 1:1. Vậy thì thêm bao nhiêu CO2 thì bấy nhiêu BaCO3 kết tủa bị tan dần, được chưa? Và đến cái điểm này là lượng kết tủa bị tan hết thì số mol CO2 lúc đấy là gấp đôi số mol CaO2 lần, tức là gấp đôi số mol đấy, tức là tổng cộng số mol CO2 tham gia phản ứng thì gấp đôi số mol BaO2 lần và gấp đôi số mol kết tủa cực đại. Cho nên là cái điểm này nó có giá trị x này, thì x đúng bằng gì, đúng không? Từ đây đến đây là a, thì từ đây đến đây cũng phải thêm một cái a nữa. Vậy thì điểm này sẽ có tốc độ là 2a, nhớ không? Đấy, đến đây là a này, đến đây cũng dài một đoạn là a nữa. Số mol CO2 tăng lên gấp đôi mà. Đấy. Chúng ta lại để ý đến cái thông tin của cái điểm mà nó cho là hoành độ là 1,5, tung độ là 0,5a. Vậy là bây giờ nếu muốn tìm x thì chúng ta đi tìm a. Thì chúng ta nhớ này, số mol kết tủa cực đại bằng gì, đây bằng a mol. Sau khi kết tủa cực đại rồi thì chúng ta thêm tiếp một lượng CO2, lượng CO2 đó chính bằng 1,5 trừ đi a mol dài bằng đoạn này, đúng không? Và thêm bao nhiêu CO2 thì bao nhiêu mol CO2 thì bấy nhiêu mol kết tủa bị hòa tan. Suy ra số mol kết tủa bị hòa tan là bằng 1,5 trừ đi a. Được chưa? Đấy. Vậy thì suy ra số mol kết tủa còn lại cuối cùng phải bằng gì? Bằng số mol kết tủa cực đại này trừ đi số mol kết tủa đã bị hòa tan bớt mất này, tức là bằng a này trừ đi 1,5 trừ a này, hay bằng gì? 2a này trừ đi mấy? 1,5. Đúng chưa? Mà đầu bài cho mình biết là số mol kết tủa lúc đó là 0,5a. Bằng 0,5a. Được chưa? Đấy. Thì đến đây thì chúng ta có thể dễ dàng tính được a rồi. 2a trừ 0,5a là 1,5a. Thì bằng 1,5, ta để sang phía bên phải là 1,5. Vậy ta được a bằng mấy? A bằng 1. Mà x thì bằng 2a mà. Suy ra x bằng 2a và bằng mấy? 2 mol. Vậy đáp án là x bằng gì? Bằng 2 mol. Được chưa? Đấy. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là em nhớ là như ta phân tích ở cái phần lý thuyết thì cái đoạn này chính là cái đoạn mà nó chính là đường phân xác của cái góc phần tử thứ nhất này. Số mol cái tủa đúng bằng số mol CO2 phản ứng, hay nó giống như cái đường gì ta trong toán ta quen gọi là y bằng x đấy. Còn cái đường này đấy, cái đường dốc xuống thì có số mol cái tủa bằng trừ số mol của CO2 đúng không, nhưng nhớ là cộng thêm gì, cộng thêm một cái lượng là x nữa,
Tức là cộng thêm, từ đến đây là A, thì cộng thêm 2, 2A. Được chưa? Mà số mol kết tủa ở đây là bao nhiêu? 0,5A. Và số mol CO2 ở đây là bao nhiêu? À, 1,5. Vậy chỗ này ta thay năng trừ 1,5 cộng 2A. Thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được A bằng mấy? A bằng 1. Và A bằng 1 thì x bằng 2A và bằng 2 mol nhé. Tức là đọc cái đồ thị này thì nhắc lại một lần nữa, giống như ví dụ 4 thầy đã nói, thì cái cách đọc đồ thị, tức là nội dung của đồ thị thì nó chứa cùng một thông tin, nhưng cái cách mà chúng ta đọc nó thế nào cho nó thuận tiện thì mỗi người có thể đọc theo những cách nó khác nhau đôi chút em ạ. Cho nên đừng lạ khi mà lúc thì thầy đọc theo kiểu này, lúc thì thầy lại đọc theo kiểu kia, gặp thầy này thế thầy đọc theo kiểu này, gặp cô kia cô lại đọc theo kiểu khác nhé. Đấy, rồi ta kết thúc cái ví dụ số 5.